Sáng nay, ngay ngày 30 tháng 4, sau khi Mr. Lem tự chào cờ trước nhà. Rồi chạy ra đền thánh Trần Hưng Đạo để quay cảnh cộng đồng Nam Cali làm lễ tưởng niệm ngày 30 tháng 4 quốc hận. Hàng năm gần đến kỷ niệm ngày 30 tháng 4 thì cộng đồng người Việt quốc gia Nam Cali có tổ chức treo cờ dọc theo đại lộ Busa, còn có tên Việt Nam là đại lộ Trần Hưng Đạo, treo cờ Mỹ và cờ quốc gia Việt Nam Cộng Hòa dọc hai bên đường khoảng gần 2 cây số từ đường Magnolia đến đường Brookhead hai bên. Chỉ còn 2 phút nữa chúng ta sẽ bắt đầu vào chương trình tưởng niệm hôm nay. Với tôi dự trù là đúng 12 giờ sẽ là cái thức phút mặc niệm.
whose broad stripes and bright stars through the perilous fight. Dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh trong cuộc chiến bảo vệ tổ quốc từ trước và sau tháng tư năm 75. Biết bao người dân vô tội phải ngồi thay trên biển cả trong những hy sinh để tiếp biến đến nhà đau sợ. Nhưng thương nhớ quê hương thân yêu còn đang bị đọa đày trong suốt 44 năm qua dưới bàn tay vô nhân của bọn cộng sản. Tiếp theo đây chúng tôi xin mời Liên hội Nguyễn Liên hội Sáu chủ tịch hội đồng chủ tịch Liên hội của Chúa Sử lên đó là các vị. Thank you for watching. Thank you. God bless you, and God bless the United States of America. Thank you. Thank you. We will make America great again.